Sensei, chào các em nhé. Sensei thì có bạn Khánh Duy và bạn Thân Thiện anh đang xem livestream cùng Sensei này. Minasan konnichiwa, chào các bạn. Chúng mình comment chào Sensei với nào. Ok, trong thời gian mà chờ đợi các bạn vào dần thì Sensei sẽ bắt đầu buổi học luôn, bắt đầu cái buổi livestream luôn để chúng ta không phải chờ đợi lâu nhé các em nhé. Hai, Minasan, isshoni hajimemasho. Giáo trình Pawa đối điệu của chúng ta đã được chữa được xong hai bài rồi, bài 1, bài 2 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Comment, quay về từ đầu nhé. Bằng cái câu trả lời của mình ở trên comment đúng không ạ? Thì ít nhất là đấy là cái gì nhỉ, cái quan điểm của bản thân mình và sẽ này có thể nhìn được là chúng mình làm đúng hay làm sai. Thấy không em? Sai cũng được, không sao hết, càng sai càng nhớ. Chúng ta comment cho anh xe thì xem là cái đáp án của chúng mình là gì. Đấy chưa ạ? Rồi đó, có rất nhiều bạn đang tương tác với trên xe rồi đấy ạ. Bạn là Nguyễn Thu Trang, bạn Thân Thị Anh chọn câu số 1 là đáp án số 3 đúng không ạ? Thứ nhất là các em sẽ nhìn cho anh xe nhá. Cái việc mà bài thi chữ Hán thì lúc nào các bạn học sinh cũng được xem đây nói rằng là gì, kỹ năng này là kỹ năng dễ nhất đúng không ạ, dễ ăn điểm nhất nhưng lại dễ bị mất điểm nhất, tức là nó đang bị hơi hơi trái chiều nhau, nhưng thực tế là như vậy các em nhá. Nó là một kỹ năng rất dễ nhưng mà dị rất dễ sai và rất dễ lừa, rất là dễ lừa, nên là chúng mình luôn luôn phải nghĩ là gì, làm bài này là phải thật sự là không được chủ quan, là chúng ta phải nhìn thật kỹ cái phương án của mình. Ví dụ nhá, là cái câu đầu tiên của mình ý, thì đây chính là chữ lệ, lệ này là lệ quay lại đúng không, chứ không phải lệ nước mắt. Nếu mà lệ nước mắt ý, thì chúng mình sẽ phải thêm bộ thủy vào đằng trước, phải thêm bộ thủy vào đằng trước đúng không. Thì các bạn sẽ nhìn trên C này, những chữ Hán nó rất giống nhau là phải thật sự là cẩn thận. Thêm thủy thì đó là namida, là nước mắt, còn bỏ thủy thì nó sẽ là quay lại, motorimasu nhé, motor te kitara shirasete kudasai. Và đáp án chính xác của chúng mình nó chính là số 3 như chúng ta đang chọn ở đây. Sao bằng? Ok, rất là tốt ạ. Đó, chúng mình đưa ra cái phương án của các em để Sensei có thể là đọc. Bạn nào mà được Sensei gọi tên càng nhiều thì đỗ càng cao. Nên là chúng ta comment đi ạ, để Sensei gọi tên chúng mình nhá. Được không ạ? Vía đỗ cô hương gửi cho chúng ta nhá. Câu số 2 nào. Kyo no đai nani wa nan desu ka? Chữ chú và chữ thực. Chú là bữa trưa, thực là chú là buổi trưa, thực là bữa ăn, vậy đây chính là bữa trưa. Thì đây thực ra là nó là một cái từ vựng của N4 thôi các em ạ, từ vựng của N4 thôi, nhưng mà cái việc mà thi N3 mà xuất hiện N4 hay xuất hiện N2 là chuyện rất là bình thường đúng không ạ. Nó sẽ có này, bữa sáng thì là cho cho kiểu, và bữa trưa chú chiu, và đó chính là chiu cho kiểu, chiu cho kiểu. Các em cẩn thận nha, với từ cho cho cự thì nó sẽ là sang băng, nó sẽ là chữ chiều, chiều tr là buổi sáng ấy ạ. Được chưa? Vậy nên câu này đáp án của chúng mình đó chính là như bạn Trang thì sẽ nên thấy là bạn đang bị chọn nhầm một chút là comment. Đấy đấy, thấy không ạ? Comment đó chính là chữ chiêu cho cự. Bạn Hoàng Sinh ạ, thế đọc nhầm. Hoàng Sinh ạ đã đang chọn câu 2 là số 4 là cho cự, thì cho cự là bữa sáng, còn chiêu cho cự là bữa trưa. Đấy thấy không ạ? Cô đấy nhá, cô Hương, và còn nhìn chữ yêu và chữ yêu còn đang bị lộn đấy ạ. Thế nên là bản thân chúng mình cũng thế, chúng ta đi thi là ta phải nhìn cẩn thận nha xem. Một đằng nhưng mà biết đâu lại khoanh một nẻo đấy. Ok chưa? Tiếp tục câu số 3 này, đó chính là order đúng không ạ? Gọi món thì chữ Hán này là chữ chú, và chú này là chú CH chứ không phải là chú TR đâu các em nhá. Đây này, có rất là nhiều những cái chữ mà gốc của nó là vũ chủ. Bạn nào mà được học N3 và trên thế thì chúng ta sẽ được biết được rằng là trên đây thường sẽ dạy chữ Hán theo các bộ đúng không ạ? Tức là một chữ một bộ là chúng ta có thể ra một loa tất cả các những chữ Hán đi kèm, là các bạn có thể học một lần và học nhớ rất là nhớ, nhớ rất là nhanh và nhớ cũng rất là lâu luôn đúng không? Thì các bạn nhìn này, đứng thứ nhất là đây là chữ chủ này, chủ nhân đúng không, chủ nhân này ở trong thứ là từ sujin là chồng được chưa, hay là chủ yếu đó chính là omoni. Thì khi mà các bạn thêm bộ nhân đứng phía trước thì nó sẽ là chữ chú, và đây là chú TR, chú ở, hay là chúng ta gặp ở trong từ jusho là chú sở, là địa chỉ nhà. Tiếp theo là nếu như chúng ta thêm bộ thủy thì nó sẽ là chú ý, chú CH, chú ý. Và có một từ đó là từ so so gự là rót nước, rót nước thì cần phải chú ý đúng không ạ. Rồi tiếp tục là chúng ta thay bộ thủy thành bộ mộc gỗ thì đó chính là trụ cột Hashira. Hashira là trụ cột. Được chưa các em? Dù chúng ta có từ đen chiêu này, đó chính là điện trụ là cột đèn, đúng không ạ? Đó, bằng gỗ các em nhá, bằng gỗ đấy. Tiếp tục là nếu có bộ mã là phương tiện giao thông ở phía trước thì nó sẽ là từ chú đỗ phương tiện giao thông, chiêu xạ, chiêu xạ.
Ideska. Rất nhiều chữ Hán mà chúng ta có chung những cái có cái bộ chủ giống nhau như thế này. Và khi mà chữ Hán mà nó khác nhau thì suy ra ý nghĩa sẽ khác nhau. Đương nhiên rồi, câu này chúng ta đáp án nó sẽ là dương bằng, đáp án số 4. Trên đây thầy có bạn Trần Thu Huyền, bạn Thân Thị Anh, Lê Thị Hà, Ê, Thu Trang, bạn Kiều Oanh là đang chọn câu số 4, đúng không ạ? Ok, chính xác rồi ạ. Tiếp tục chúng mình sẽ chuyển sang câu số 4, đó là mình sẽ tìm cho anh xem một cái chữ Hán, một cái chữ Hán tương ứng với cách đọc Hiragana. Kono chikaku de okina shiken okita so desu. Ở ngữ pháp so thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Nếu như mà so đứng trước động từ bỏ mắt sự thì mình sẽ dùng để chúng ta phán đoán là trông có vẻ sắp sửa xảy ra cái gì. Ví dụ như là nimotsu ga ochi so da yo, đúng không? Hành lý sắp rơi cái kiểu. Ame ga furi so da yo là gì nữa? Mưa sắp rơi, à, mưa trời sắp mưa đúng không? Trông có vẻ trời sắp mưa. Thế nhưng mà nếu như mà đứng trước so là thể thường thì lúc này nó không phải là trông có vẻ sắp nữa mà nó sẽ là nghe nói dựa trên một nguồn thông tin nghe được hoặc là chúng ta đọc được ở đâu. Nghe nói, được chưa? Nghe nói là ở khu vực gần đây có đã xảy ra một cái vụ án rất là lớn. Một cái vụ đúng không em? Chicken, vụ án thì nó chính là chữ sự kiện. Và sự kiện câu 4 đó chính là đáp án số 1 như chúng ta đang chọn là bạn Hoàng Sinh, Oanh Kiều, Thân Anh, Thu Huyền, Lê Thị Hà vẫn là những cái tên quen thuộc, cho nên muốn các bạn khác cùng comment được không ạ? Các bạn khác chúng ta cũng comment đi nào. Câu số 2 của mình đó chính là jiko, đúng không ạ? Là sự jiko ở đây nó chính là một cái tai nạn, một cái sự cố. Thì hãy nhớ là không có trường âm nhé. Đấy, không có trường âm được chưa? Như cái đề thi vừa rồi đấy, chỉ đơn giản là cái chữ này thôi này các em. Là cái chữ độ này. Đấy. Mà nhiều bạn là chúng ta thêm trường âm vào các em ạ. Ôi dồi ôi, mà trên đây tiếc ơi là tiếc. Các em làm câu khó mà sai thì trên đây không tiếc đâu, chứ câu dễ mà các em sai là ôi tiếc ngẩn tiếc ngơ là mất ăn mất ngủ luôn, đúng không ạ? Đấy. Nên là cái chữ này sao mà trên đây phải nhắc là không có trường âm, đúng không ạ? Nhiều bạn là chúng ta vẫn bị sai đấy nhá. Chi cụ không trường âm, chữ độ này không trường âm, nhớ chưa? Đấy, tiếp theo đây là chi kênh thực nghiệm, đúng không? Và đây là jitsu game là thực hiện, jitsu game, đúng không ạ? Ok, rất nhiều bạn làm câu 5 rồi ạ. Sotsugyo no kinen, kinen ni minna de shachin o totta, mọi người cùng nhau chụp ảnh để mục đích này kỷ niệm cho buổi lễ tốt nghiệp, đúng không ạ? Thì mình sẽ có chữ tốt nghiệp thì mình sẽ loại được câu 3, chữ này là chữ hành chứ không phải là chữ nghiệp, thế thì loại một luôn, đúng không? Giữa câu 2 và câu 4 thì chữ nào là chữ tốt? Câu 4 thì chữ này nó là chữ xuất. Xuất này ở trong từ tỷ lệ các em ạ. Ví dụ nhá, là chúng mình có gặp từ như nào nhỉ? Đấy nhá. Nào học lên chẳng hạn, đúng không ạ? Shingakuritsu. Đấy, chúng ta nhìn cái từ này bao giờ chưa? Trong cuốn Mimikatsu học rồi đúng không? Shingakuritsu là tỷ lệ học lên. Đó, hay là Gokakuritsu là tỷ lệ đỗ. Đây là chữ tỷ lệ. Hán của nó là xuất. S. Đó, tỷ lệ. Và đương nhiên rồi, đáp án đó là số 2 trong câu chuyện này. Tốt nghiệp đội ngũ này, mấy người tốt nghiệp? Hai người tốt nghiệp này, đúng không ạ? À, sau đó là thập là 10 này, 12 người đội ngũ tốt nghiệp này. Đấy, câu chuyện của chúng ta mình có thể tưởng tượng như vậy, được chưa? Tổ câu số 6 của chúng ta nhá, có bạn chọn 1, có bạn chọn 4 đây này. Ê, phức cứ gian sự là phức tạp đúng không? Ừ, nếu mà phức tạp thì xin thấy rằng là chúng ta nên dùng loại trừ đi. Loại trừ cái chữ đằng sau trước đi. Là câu 1 và câu 3 này phải loại luôn này. Đây không phải là chữ tạp đâu mà đây là ta để. Đa đề là ai á, đúng không? Câu 2 và câu 4 biết là tạp bên này, các em nhìn thấy không? Cửu là 9, đúng không ạ? 9 cộng với mộc là cây. Tiếp theo đằng sau là bộ truy là con chim. 9 loài chim trên cây thì là phức tạp. Nhớ gen trên là chữ tạp. Bây giờ chữ phức đâu? Câu 2 này là chữ phục. Phục này ở trong từ fukushu ấy, là ôn tập, hay là mình có từ cây, phức cự là hồi phục ấy ạ. Và đó chính là gyeongbang các em nhá. Yêu băng này, đây này, cái bộ này chính là bộ y. Thì sẽ hay nói các bạn là y là gì? Y là quần áo thơm phức. Thì phức nó chính là phức tạp đây này. Y là quần áo thơm phức. Còn đây là phục, không phải là phức. Thế nhá? Rồi, thực sự là nó là một câu rất là dễ thôi. Cho nên nghĩ rằng là căn thì nó không khó đâu, nhưng mà nó dễ sai. Đúng không ạ? Rất là dễ sai. Tiếp tục của chúng mình nhá, đó là câu số 7. Tìm cho em xem một cái gọi là gì nhỉ? Thực ra nhé, đối với trên đây thì sẽ nghĩ rằng là cái bài từ gần nghĩa này là nó sẽ có phân bổ ra có một vài câu là mang tính chất phân loại học sinh ấy, nhưng có những câu mà chúng ta nhìn thôi chúng ta ra ngay đáp án rồi, đúng không ạ? Thì nhưng mà vẫn có một lời khuyên cho các em là chúng ta nên đọc cả câu ra, chúng ta đọc cả câu mà có thành phần cái chân này này, được chưa? Để suy ra được cái nghĩa chính xác của nó, bởi vì có nhiều từ vựng mà nó có rất là nhiều nghĩa khác nhau, nó có thể có nghĩa đen, có nghĩa bóng, nghĩa trừu tượng đó. Đấy. Nhưng mà cái câu 7, câu 8 này thì nó là dễ này. Nó không có nghĩa trừu tượng. Bao giờ câu nào có nghĩa trừu tượng thì nên nói sau nhá. Nào. Kyo shiken no kekka wakaru node, totemo kinchou shiteru. Hôm
là sẽ biết cái kết quả kỳ thi đây này, nên tôi rất là kinh trô. Nào, tôi rất làm sao các bạn kinh trô xe được, chúng ta học từ quá quen thuộc rồi đúng không? Tôi rất là hồi hộp, rất là căng thẳng, kiểu như gọi là tim đập thình thịch ấy, run lắm đúng không ạ? Hồi hộp, căng thẳng, lo lắng ấy. Ví dụ như chúng ta thuyết trình trước đám đông này đúng không ạ? À, đứng trước nhiều người là chúng ta cảm thấy rất là run, thì nó cũng là kinh trô xe được. Và kinh trô thì là gì? Đó là doki doki sự kém ạ. Đúng rồi đấy. Giống như có rất nhiều bạn đang chọn đáp án đúng câu này, doki doki sự run, tim đập thình thịch luôn đúng không ạ? Rồi còn cái từ waku waku này nó hồi hộp, nó cũng hồi hộp các bạn, nhưng mà cái này hồi hộp vì háo hức, vì vui à, được về nước này, háo hức được vì sắp được gặp người yêu này đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ là waku waku. Còn doki doki thì cảm xúc của nó là mình đang rất là lo lắng, do rất là run, rất là run, rất là sợ, lo được chưa ạ? Đấy, câu số 8 này, Sangka là tham gia đúng không ạ? Rồi, Konoman trong thai cai đã để một sangka để kiểu ok à, cuộc thi chạy marathon đúng không? Ai cũng có thể tham gia. Chúng ta sẽ dùng loại trừ nhá. Cô Hương rất là hướng dẫn, hay hướng dẫn chúng ta dùng loại trừ. Cai cho là hội trường loại này. Tojo là chữ tăng trưởng, là nghĩa là bước lên sân khấu, xuất hiện trên một sân khấu, xuất hiện trên một cái chương trình nào đó, hay trên cái ảnh vân vân, nó xuất hiện ở đâu thì nó sẽ là cái từ Tojo. Tojo có chân âm nhá. Câu số 1 là Niujo. Niujo là vào cửa. Vào đâu? Ví dụ ra có ngày có nhớ cái từ Niujorio là vé vào cửa không? Ừ, đây. Niujorio này, đấy vé vào cửa. Nó là vào mà đúng không em? Vậy chỉ còn lại là Shuchujo thôi. Đó, Shuchujo các em ạ. Chữ xuất và chữ trường. Xuất ý, thực ra là xuất này chúng ta có biết là ngày xưa mình học gặp một cái từ Si ai ní đe đự không? Đó, đúng không ạ? Si ai ní đe đự là gì nhỉ? Là tham gia vào trận đấu đúng không? Vậy nên là cái chữ xuất này nó mang nghĩa là tham dự và tham gia vào đâu đây này. Đó, các em nhớ gen xe nhá. Tuy nhiên ý, nếu như mà bảo là tìm từ nghĩa chính xác của từ Shuchujo này này, nó sẽ là nếu gen xe nó hay đi và tham gia các cuộc thi và các trận đấu. Ừ, được chưa? Tham gia vào một cái đại hội, cuộc thi hay là trận đấu nào đó thì mình sẽ dùng từ Shuchujo, được chưa? Rồi. Và tiếp theo câu số 9 của mình này. Musono koe o denwa de kite, nghe được tiếng của con trai mình qua điện thoại. Hotosta, hotosta, nghe thì tiếng của con mình đúng không? Nó đang rất là lo cho con, bây giờ nghe được tiếng của con rồi đúng không? Thấy được con rồi thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là không thể gọi là Natsukashi nữa. Nhìn thấy con rồi, nghe thấy con rồi thì còn gì nhớ nữa đúng không em? Natsukashi là kiểu nhớ mong ấy, nhớ thương, nhớ quê hương đất nước thì phải dùng Natsukashi, thương nhớ. Odoroita cũng không phải. Odoroita là bikkurita đúng không ạ? Rất là bất ngờ, thình lình, đó, giật mình thon thót thì nó sẽ là từ này. Còn lại, ureshi là hạnh phúc và an sinh là an tâm. Nếu như mà chúng ta không biết nghĩa của từ hô tộ thì mình sẽ phân vân giữa câu 1 và câu 2 đúng không? Nhưng các bạn hãy nhớ này, khi mà nói câu này thì mình sẽ hotosta, hotosta, kiểu nói là với một cái thở, một cái giọng chúng ta đang thở phào ấy. Nhớ sẽ nhắc là hotosta. Thì lúc đó chúng ta suy ra đáp án đó chính là an sinh luôn. Đấy chưa? Thở phào nhẹ nhõm, an sinh xạ, ok chưa? Hay, đáp án câu số 1 rồi. Hắn Thanh Huyền thân anh này, Duy Ninh, Đào Anh Vinh. Đào Anh Vinh chẳng ok, lâu lắm rồi cũng sẽ nên thấy là hầu hết là những cái gương mặt nhờ các bạn học viên rất là quen thuộc của Sensei, nhưng không biết là các bạn khác chúng mình cũng đang xem livestream đúng không ạ? Chúng mình có thể đưa ra cái phương án của mình, Sensei vẫn đang đọc đấy, chẳng Sensei không nói thôi, Sensei vẫn đang đọc tên của các em, đã nhìn tên các em đấy. Câu số 10 này, câu số 10 là một câu rất là hay các em ạ, câu này chúng ta gặp trong cuộc sống mình rất là nhiều nhá. Saikin do, saikin do desu ka, saikin wa do, dạo này thế nào rồi? Aikawarazu, chúng ta hiểu là thay đổi. Kawarazu là kawaranai, không thay đổi. Không thay đổi là gì? Là vẫn thế. Đúng không? Vẫn như thế mà vẫn như mọi khi, chả thay đổi gì cả. Thì đó, à, vẫn như mọi khi. Thế là thế nào các em? Nó có phải là khỏe mạnh không? Có phải là genki không? Genki nó là chỉ là chúng ta vẫn khỏe. Nhưng có những người, ví dụ như là, mình được là vẫn ốm đúng không? Dạo này thế nào rồi? Tớ vẫn thế, tức là tớ vẫn ốm. Thế nên là cái từ Genki này nó không thể bằng cái từ Aikawarazu được. Nó chỉ bản chất là không thay đổi thôi. Mà không thay đổi thì đó chính là Izen to onaji, vẫn giống như trước đây. Các em nhớ nhá, Izen là ngày xưa ấy ạ, là trước đây. Chị hôm nay thấy rất là vui vì chúng ta rất là tích cực comment ạ. Ok, rồi. Chúng mình sẽ chuyển cho em xem cái phần đó là tìm mà một cái cặp, một cái cụm ấy, thực ra đây là Sen hay gọi là theo cụ, theo cụ ấy. Đây này, tìm ra xem một cái từ vựng để điền vào vị trí chỗ trống này đúng không? À, con nè. Cái gì internet đó, cái gì internet,
Mà sekai wa okiku kawatta, mà thế giới đã thay đổi nhiều, thay đổi rất là lớn. À, nhờ có cái gì của internet thì không thể gọi là tiểu internet được đúng không nghe? Đấy. Đó, loại trừ tiết thì hành cũng được không nghe? Càng khen nhỉ. Rất hành internet. Rồi, thế bây giờ còn lại là hashi và hatatsu. Thì chúng ta sẽ nghĩ là từ nào, chúng ta có biết chữ tiến không? Đây này, hashing này, tiến là gì? Tiến là tiến về phía trước đúng không ạ? Là tiến lên ấy. Đấy, thì cái từ hashing này này nó sẽ là liên quan đến sự đầu khởi hành của máy bay. Được chưa? Hoặc là nó đi với các tàu điện là bắt đầu khởi hành, xuất phát. Được chưa? Vậy nên là nó không thể đi với gì đó internet được, vậy là hát ta sự là phát triển. Hát ta sự nó đi với, thực ra từ này nó vô cùng là dùng được rất là rộng các em ạ. Phát triển về khoa học kỹ thuật, nó phát triển lên về internet cũng là khoa học kỹ thuật này đúng không ạ? Đấy, rồi là phát triển về cơ thể của chúng mình cũng hát ta sự, văn minh phát triển cũng dùng được luôn. Đây là từ hát ta sự là một nghĩa rất là rộng, chúng ta có thể sử dụng rất là thoải mái, được chưa? Ừ. Câu số 11 của mình là Gyeongbang, đúng rồi ạ. Tiếp tục câu số 12 này. Ê, これは私が今まで見た中で、chúng ta nhìn thấy trận từ đế ở đây nhé. Tức là này, trong số, được chưa? Đấy, những cái mà tôi đã xem từ trước tới nay thì đây là cái bộ phim thế nào? Sai đây, sai cô, dệt dệt đây và dệt cô. À, được chưa? Bộ phim thế nào từ trước tới đây? Xe đang chờ chúng ta comment ạ. À. Nào, em comment trên xe đi. Side eye có được không em nhỉ? Thứ nhất chúng ta hiểu chữ sai không? Chữ sai là chữ tối, chúng ta hiểu tối, tối là trong từ tối cao chứ không phải là tối tăm đâu nhá. Tối cao là nhất ấy, cái gì mà đi với chữ này nó sẽ là nhất. Vậy side eye thì nó giống như kiểu là sự lớn nhất, to nhất, vĩ đại nhất đúng không ạ? Đấy, side eye là tối đa rồi là những cái gì nó là nhiều nhất, to nhất. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến từ psycho đúng không ạ? Psycho thì chắc là nhất rồi, bởi vì nó có chữ này mà. Thế bây giờ cao nhất, ok, nghĩa đen thì nó là cao nhất, nhưng mà nó sẽ còn có nghĩa trừu tượng là những cái gì mà đẹp nhất, tuyệt vời nhất, hay nhất, gọi là gì nhở? Cảm giác tuyệt vời nhất, những cái gì xịn sò nhất, thì mình có thể đi với từ psycho. Từ này chúng ta sẽ sử dụng với cả những cái gì chúng ta coi là một cực nhất, người bạn tuyệt vời nhất của chúng ta, bộ phim hay nhất. Được, trận đấu làm sao nhở, có cảm xúc gì, trận đấu gọi là gì nhở, đỉnh cao, mình cũng dùng từ psycho luôn đó. Thế nên đáp án của chúng mình đó chính là như vậy. Bộ phim mà tôi cảm thấy hay nhất từ trước tới nay tôi xem, bộ phim tuyệt nhất luôn, ok, nhớ về psycho nhá. Tiếp tục câu số 13 nào các em ơi. Câu số 13 của chúng ta này, watashi no heya wa minami nani de hi atari ga ii. Phòng của tôi thì là hướng nam đúng không ạ? Nên là nó hướng ánh nắng mặt trời rất là tốt. Chúng mình sẽ có từ hi là mặt trời, atari là nó trúng đúng không ạ? Trúng ánh mặt trời là hướng, tức là nó là hướng ánh nắng đúng không ạ? Đấy. Thế thì mình sẽ có là hướng. Đấy. Nào, hướng nam thì câu này mình sẽ loại một đi, bởi vì cái từ zoi ấy, chúng ta cái từ này nó mang nghĩa là dọc theo ấy. Nó là dọc theo các em ạ. Nghĩa dọc theo bờ sông ấy, men theo, dọc theo cái gì ấy, thì mình mới dùng cái này. Được chưa các em? Chứ trường hợp này là hướng nên là chúng ta sẽ không dùng nhá. Được chưa? Ví dụ chúng ta có từ kawano soi thì nó sẽ là dọc theo bờ sông. Ê, bây giờ còn muki, hô nga cự và hô men. Nào, đáp án chúng mình là gì nào? À, em hàm hai câu một lúc mà xem dễ. Ok, các em ơi, trên đây thấy rằng là các bạn đang chọn câu 13 là số 2 rất là nhiều, như bạn Oanh Kiều, bạn Thu Hoài, bạn Thúy Hường, bạn Nguyễn Linh đúng không ạ? Rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà đi với hướng Đông, Tây, Nam, Bắc ấy, thì mình sẽ có danh từ Mư Ki game nhé. Danh từ đi với Mư Ki. Còn nếu mà Hô Nga Cự và Hô Men ấy, thì nó sẽ thường có No ở giữa cơ các em ạ. Chứ không bao giờ mà hai danh từ ghép với nhau và trực tiếp như vậy được đâu. Các em nhớ chưa? Ghép trực tiếp thì chỉ có Mư Ki thôi. Minami Mư Ki. Thì trên đây đang chờ xem là các phương án chúng mình là gì đúng không ạ? Có vài bạn đã đưa ra phương án của mình thôi, thì các em sẽ nhớ trên xe nhá. Hướng quỷ đó sẽ là Mư Kỳ, được chưa ạ? Bạn Thu Trang, bạn Thu Hoài thì là chọn đáp án câu 14 là số 4. Cũng như vậy thì mình sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đi với tính từ đôi nai ấy, thì nó sẽ là một tính từ đúng không? Đây là một tính từ này. Cái bộ phim đúng không ạ? Chương trình truyền hình này, hay là cái gì đó này, là một câu chuyện thế nào này, nên là Ninh Kia Đự là gì nhở? Được yêu thích bởi các bạn nữ giới, thì mình sẽ có bốn từ này đều là romance đúng không ạ? Romantic ấy thì nó là lạc
Đúng ạ, đấy thì trong bốn từ này thì mình sẽ có đó chính là roman chính cự. Roman chính cự thì đó chính là roman, đây là một tính từ mang nghĩa là lãng mạn, được chưa ạ? Đó, đây là tính từ nha các bạn nhé. Còn romanticist thì chúng ta vẫn tít ở đây là người, các bạn, người lãng mạn, nó chỉ người thôi. Còn romance, roman đây là danh từ chứ không phải là tính từ các em nhé. Đó, cái này liên quan đến tiếng Anh của chúng mình đúng không ạ? Đó, hay, ok, nhớ cho em xem nhá. Đấy, bộ phim này đúng không ạ, thì là một câu chuyện rất là lãng mạn nên được các bạn nữ yêu thích lắm. Romantic rồi. Câu số 15 này. Aseo nani nani no de chao bao abita, là đã tắm vòi sen bởi vì là thế nào? Đi với mồ hôi thì chúng mình chỉ có duy nhất một câu thôi, đó chính là aseo ca cự. Nó không phải là viết đâu các em ạ, nó là một cặp đấy. Ví dụ cho nó chúng ta vẫn cứ nói dối chẳng hạn. Ư số ư ư số chữ cự cũng là nói dối. Đó, aseo ca cự là một rồi các em nhé. Câu 15 của mình nó là sang băng là toát mồ hôi đấy ạ. Chảy mồ hôi. Còn nếu các bạn dùng đê đự thì nó phải là trợ từ gá cơ. Các em có công nhận không? Đấy, không thể nói sơ đự, sơ đự thì phải là làm rồi. Đó. Ki cự à? Ki cự là nghe hoặc là hỏi nhưng không thể đi với mồ hôi được, đúng không? Ừ. Câu số 16 của chúng mình này. Câu 16 nào. Nani nani sai phủ wa surete shimasu. Tôi đã quên mất cái ví thế nào? Nếu như mà có qua có ven đây shimau thì chắc chắn là câu này chúng ta sẽ dùng với từ ukkari rồi đúng không ạ? Là một cái từ mà luôn luôn phía đằng sau của nó sẽ đi với gì nhở? Đi với vt shimau. Chỉ một cái điều chúng ta vô ý, chúng ta cần đúng không? Một không để ý, lỡ quên mất cái ví ở nhà chẳng hạn. Được chưa? Đãng trí vô ý không để ý. Itadakimasu. Rồi, gakkari thất vọng, sati là hoàn toàn và hakkiri là rõ ràng đúng không? Hakkiri kikoeru, hakkiri mieru, hakkiri oboeru đúng không ạ? Hay. Tục nào, câu số 17, câu này chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ một chút các em nha. Cho nên đang nhìn xem nào. Câu 17, đáp án của chúng mình là gì nào? Minasan, kotae wa nanban desu ka? Ichi ni san yo. Đây chính là từ judai đúng không ạ? Judai là chữ trọng đại. Trọng đại thì nó sẽ có thường có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó mang nghĩa tích cực, là quan trọng, trọng đại là lớn. Nghĩa thứ hai thì nó sẽ là nghiêm trọng. Nhắc lại nhá, một cái đầu tiên thì nó sẽ là trọng đại, là lớn đúng không? Một cái gì nó rất là trọng đại. Cái thứ hai thì nó mang nghĩa là nghiêm trọng, tức là nó sẽ có thể có nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực đúng không ạ? Đó. Để làm được bài này ấy, thì chúng mình sẽ nhìn theo cặp trên xe nhá. Watashi ni tote kazoku wa nani yori mo nani đúng không ạ? Đối với tôi thì gia đình thế nào hơn tất cả mọi thứ? Nani yori đó là trên hết đúng không ạ? Hơn tất cả mọi thứ thì là nhất đấy ạ. Tức là đối với tôi gia đình là nhất. Gia đình là thế nào nhất hả các em? Gia đình trọng đại nhất à? Chúng ta có nghe câu gia đình trọng đại nhất bao giờ chưa? Không đúng không ạ? Và câu này sẽ nên nghĩ là chúng ta không nên dùng từ judai. Được chưa? Và câu này thì mình nên dùng từ từ daiji ấy. Đại sự ấy thì nó sẽ là quan trọng, hoặc là tai xe chữ đúng không các em? Đó, đại gì các em biết từ đại gì, đại sự ấy đây này, nó được chưa? Rồi loại một nhá, đi với hành lý à? Hành lý thế nào nên là hitori de wa, một thế này một mình tôi không thể nhấc lên được thì đó là hành lý nặng thôi các em ạ. Nên sẽ thành câu này là omoi nhá, omokute đấy. Rồi câu số 3 này. Sono koto ikimeta rida no sekinin wa jiudai da. Trách nhiệm của một người leader, quyết định đúng không ạ? Quyết định một cái sự việc nào đó là rất là trọng đại. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái từ jiudai này này nó rất hay đi với vai trò và trách nhiệm các em ạ. Đó, trách nhiệm trọng đại hay là vai trò trọng đại ấy. Nó nhớ trên dây nhá. Vai trò, trách nhiệm đó hay là sứ mệnh. Đó, hay là một cái gì, một cái bài phát biểu rất là quan trọng trọng đại. Mình đã dùng cái từ này. Còn câu số 4 của mình xem nào. Sono kai gi ni wa samazama na kuni no nani ni na những cái nhà chính trị gia thế nào của các nước khác nhau đã tập trung ở buổi họp này. Nhà chính trị gia trọng đại thì nghe nó rất là hen. Tại vì trọng đại, một là trọng đại là lớn, hai là nghiêm trọng, thì về mặt nghĩa của câu này chúng ta không thể đi vào chính trị gia được. Đúng em? Cho nên nghĩ là những chính trị gia cốt lõi, những chính trị gia gọi là gì nào? Chủ yếu đúng không ạ? Thì mình trên đây sẽ biết chúng ta một cái từ mà có thể thay thế được cho từ này, đó chính là từ đó là từ siêu yêu.
Các em ơi, chúng ta memo lại trên đây cái từ này nhá. Nếu như chúng ta dùng với các nhà chính trị gia thì mình sẽ không dùng là chính trị gia trọng đại, mà đó là những người mà chính trị gia gọi là rất là chủ chốt của một đất nước, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ dùng cái từ suyo. Suyo, được chưa ạ? Rồi, đáp án cuối cùng của mình đó chính là sang băng, một trách nhiệm rất là lớn. Tiếp tục câu số 18, đó là từ sukunai. Sukunaku tomo. Sukunai là, còn sukunaku tomo thì là ít nhất hay là tối thiểu ạ? Ít nhất hoặc là tối thiểu các em nhá. Ừ. Nào, vậy nên là nó phải đi với thời gian. Nó phải đi với thời gian đã. Ê, chắc là câu số 2 này sẽ loại này, không phải thời gian này. Câu tiếp theo là sẽ thấy câu số 3 cũng không có thời, không có số này. Câu số 4 cũng thế này, đấy là về mặt cảm quan là sẽ nên nhìn thôi các em nhá. Sẽ nên nhìn thấy rằng là câu 2, câu 3, câu 4 nó không có số, bởi vì là tối thiểu thì nó phải có số đúng không? Ít nhất và tối thiểu thì phải có số. Đấy, ở cái chỗ này sẽ thì có số này. Đó, được chưa? Ví dụ nhá, mình xem này. Siêu giết sự gộ đó chính là sau khi phẫu thuật đúng không? Sự cư năng cử tổ một ít siêu cao quá. Như in là hít siêu ở đây sự. Tối thiểu là phải nhập viện 1 tuần sau khi phẫu thuật. Nghe nó sẽ ok chưa các em? Đó, theo câu số 2 này. Chi căng và na cứ thế. Chụp ba chữ mai nhỉ. Này nani. Chi tuổi nani nani hà na xe na. Tôi đã không thể nói chuyện với bố của tôi trước khi mà xuất phát, bởi vì không có thời gian. Thì câu này là không có một chút nào, không nói chuyện được một chút nào hết, thì mình sẽ gọi là sư cư sư cô si mộ. Đây, chúng ta sẽ này đây nhá, chúng ta sẽ đây thừa si ra ngoài trên. Sư cô si là một chút, sư cô si mộ là không một chút nào, được chưa? À, không nói chuyện một chút nào hết. Hoặc là mình có thể dùng một từ sư cô si si cả là chị cả đi với nai mà, đúng không các em? Là chỉ nói chuyện được một chút, có hai cách nhá. Câu số 2 mình có hai cách này, là không nói chuyện được một chút nào thì nó sẽ là sư cô si mộ hanase nai, hoặc cách thứ hai đó là chỉ nói chuyện được một chút thôi thì nó sẽ là sư cô si shika hanase nai. Đi đấy cả. Tiếp tục câu số 3 này. Hồ chi ca mê đảo ô nái nani ya sư cư cao ở ta mình nhỉ. Mì xeo ý cư chứ mộ mì tê mà bắt. Để có thể mua được giá rẻ. Giá rẻ gì nữa? Giá rẻ cái máy ảnh mà mình mong muốn đúng không? Thì mình đi vòng quanh rất là nhiều cửa hàng khác nhau để gì nhỉ? Rẻ gì nhỉ? Rẻ nhất có thể, là rẻ thế nào một chút thôi cũng được. Dù rẻ hơn một tí thôi cũng được thì nó sẽ là sư cô si đế mộ các em nhé. Cái này rất hay dùng đấy ạ. Sư cô si đế mộ ca ya sư cự cao ở tai mình nhỉ? Để mua được rẻ một tí thôi cũng được. Rồi, câu số 4 của mình này. An là nhì đôi cô tôi yêu ai thật cả là vì bị nói những cái điều kinh khủng như vậy thì anh ấy mô nani nani ai ta cứ này, mô mà đi về quá khứ thì là đã rồi, còn mô mà đi với phủ định thì là không nữa. Tức là bị, đúng không ạ? Đã từng bị chỉ trích đúng không ạ? Bị nói như thế rồi thì bây giờ thực ra bản thân là anh ấy không, tức là không còn muốn gặp nữa, không muốn gặp thêm nữa, thì cái chỗ này chúng ta sẽ chuyển thành nó là không muốn gặp lần thứ hai. Đó, thì sẽ là ni đỗ cố ta cứ này, hoặc là dên tai đúng không em? Zettai ni aitaku nai. Đáp án cuối cùng của chúng mình đó chính là Ichiban, tối thiểu là 1 tuần nhập viện sau khi phẫu thuật. Minasan kanbatte kudasai. Chúng mình chuyển sang phần kanji các em nhá. Chuyển sang phần kanji đây là sẽ là, đến đây là buổi đề số bài bài số 4 các em nhá. Dai 4 ka, bài số 4 của cuốn Willpower, Power đối đự, được chưa? Lúc nãy là mình đã xong đề 3 rồi, mình sẽ chuyển sang một đề hoàn chỉnh một đề mới đấy nhá. Rất nhiều bạn đã xin ao ra sensei đi ra đi làm rồi đúng không ạ? Minasan, chiêu bang. Cô tay của bạn ý chí đi sang nhông. Nam bằng đi scout Minasan. Nạn nhân nhì yêu chính nghĩ, so đa tạ, tôi đã thảo luận trao đổi với một người bạn thế nào. Chữ này nó rất là dễ bị nhầm với một từ Atarashi đúng không? Atarashi chữ tân ý. Tân thì phía đằng sau của mình nó sẽ phải có cái bộ này này các em ạ. Đấy thì mới là tân. Còn nếu mà có bộ kiến ý, thì nó là theo dõi, nhìn theo những người thân. Những người thân với mình ý, thì mình sẽ luôn luôn dõi theo họ đúng không? Thì đây sẽ là shitashi các em nhá. Và thực ra nếu mà chúng ta tách riêng ý, đứng một mình từ này đó chính là oya và đó chính là bố mẹ của mình đấy. Oya đúng không ạ? Hay là mình có từ shinsetsu là thân thiết, thân thiện đúng không ạ? Đó, tốt bụng. Hay rồi, tiếp theo bây giờ này show chúng ta một vài từ nha, từ kubashi này các em ơi. Kubashi là gì ta? Là cụ thể, chi tiết. Nhưng nếu như nó đi với một con người, đi về chủ ngữ là người các em nhá, thì mình sẽ có một cái danh từ đi về ni kubashi. Thì đây là chỉ một ai đó
hiểu tường tận chi tiết về một lĩnh vực nào đó, được chưa? Ví dụ như là anh ấy sẽ là am hiểu chi tiết cụ thể, biết rất rõ về kinh tế của Nhật chẳng hạn, sẽ là Nihongo Keizai ni Kuwashi, đúng không ạ? Là một người rất là am hiểu, đúng không ạ? Rất là giỏi về máy tính, computer ni Kuwashi. Ok, Yasashi thì có hai chữ Hán nhá. Nếu như mà là chữ này thì là dễ tính, hiền lành này, được chưa? Còn nếu mà là chữ này thì sẽ là gì nữa? Là dễ dàng. Đó là dễ dàng. Câu 20 của mình là chữ nỗ lực nha. Nỗ lực là đề thi GPT đã từng ra hỏi chúng mình là có trường âm hay không. Thì các em hãy nhớ thế này, từ này không có trường âm các em nhé. Doryoku, câu 20 của mình đáp án số 1. Đúng rồi ạ. Còn năng lực thì nó sẽ phải đây này, đây show chúng ta cái chữ năng nhé. Đấy, korewa noryoku, đây chính là năng lực. Iresuka. Cái chữ năng này nếu mà mình thêm bộ tâm bên dưới thì nó sẽ là chữ thái trong từ thái độ đấy các em ạ. Được chưa? Đó, hay. Rồi, so đấy nhé. Chà, chị nhìn 11 bằng. Internet tổ đệ, nà nà no new số si bị tả. Bạn nào chúng ta đã từng thi rồi ấy. Nếu như chúng ta đã từng thi N3, chúng ta sẽ biết được đây chính là một từ đã xuất hiện trong một đề thi chính thức năm 2 năm vừa rồi. Chữ quá và chữ khứ này rất dễ bị sai cách đọc là ca kiệu hoặc là ca cụ, và thậm chí chúng mình còn bị nhầm là từ này có trường âm hay là không cơ, đúng không? Và đến bây giờ N3 rồi nhưng sẽ nên hỏi các bạn là vẫn rất là nhiều bạn chúng ta sẽ bị dễ bị nhầm với cái từ kiệu nên. Hay từ kiệu nên là chữ khứ niên không, là từ này có trường hay không, là từ này có trường hay không của em? Kiệu nên năm ngoái có trường âm không? Nào, Linh ơi, Oanh Kiều thế này, cô trả lời xem nào. Chữ Kiều nên có trường âm không nào? Khứ niên của chúng mình, nếu như mà chúng ta bị sai một từ thì đồng nghĩa là mình sẽ sai những cái từ liên quan, đúng không ạ? Đấy, không ạ, đúng rồi, không có trường âm, nhớ chưa? Kiều nên không trường âm, và từ này chúng ta không đọc là ca kiệu, từ này là cách đọc đặc biệt. Đó, thì này sẽ là ca cụ này chưa ạ? Ca cụ nhá, quá khứ, không có. Rồi, Ski, Niju, Nibang, Konshu wa yaru. Cô tổ gạo ui cô tổ gạo u cứ tệ tôi tìm một isohashi, tôi rất là bận bởi vì là tuần này là tôi có rất là nhiều việc cần phải làm. Thế thì isohashi thì mình sẽ lại được câu số 3 và câu số 4 nhá, bởi vì từ này isogự đúng không, isogự thôi chứ nó không có tính từ đâu ạ, nó chỉ có động từ thôi ạ. Rồi, isohashi của mình thì tất cả những cái tính từ mà thừa si ra ngoài ấy, thì chúng ta sẽ chỉ có si thôi. Muzukashi chẳng hạn là shitashi hay atarashi ấy, thì chúng ta chỉ thừa si ra ngoài thôi, nhớ chưa? Nên là câu này nó chính là Ichiban, đáp án số 1 ạ. Hai, so desu ne. Chà, minasan, nijū san bang. Sono hito no koto wa oboete masu ga, namae wa omoidasemasen. Omoidasu, remember đúng không ạ? Tức là tôi không thể nào, đúng không? Tôi nhớ ra được của cái người đó, mặc dù là tôi thì là tôi đang nhớ, có nhớ nhưng mà tôi không thể nào, đúng không ạ? Đấy. Nhớ được những sự việc liên quan đến người đó nhưng không thể nào nhớ ra được tên. Được chưa? Vậy, oboe được của mình sẽ là chữ giáp. Loại 2, loại 1 này đâu là giáp nhỉ? Câu 4 này là chữ thưởng. Chữ này là chữ thưởng các em ạ, bên trong của nó là bộ viên. Viên là người. Thì đây là thưởng các em ạ, thưởng, phần thưởng ấy. Câu số 3 nó mới là giáp này. Từ này nó sẽ có hai cái đọc, một là oboe được, hai là sa mê được. Sa mê rự là tỉnh giấc ấy ạ. Mê gà sa mê rự ấy, đúng không? Ừ. Hai. Ok, hay mình đã xong. Ní duy ông bang câu 24. 24 nào. Ichi do shippai akiramete wa ikenai, akirameru. Không được từ bỏ. Nếu như có thất bại một lần, chúng ta không nên từ bỏ, đúng không? Không nên dừng lại. Thì thất bại mình sẽ loại được câu 1 và loại câu 2, bởi vì đây là mũi tên, nó phải thò cái đầu ra ngoài cơ. Các em nhớ cho xem này. Đây là chữ phu là chồng này. Thêm một cái bên phẩy bên trái này thì nó là thất này. Mất một cái tay đấy, chồng mất một cái tay thì mình cứ nhớ thế xem. Thất chồng mất tay. Đó. Tiếp tục, giữa câu 3 và câu 4 thì đâu là chữ bại? Câu 3 của mình thì chữ này là chữ tài trong từ gì nhỏ? Trong từ cái ví á. Đây, sai phải. Được chưa các em? Đây là tài này, là tiền tài các em nhá. Sai phự, được chưa không? Còn nếu mà câu 4 của mình ấy thì nó chính là gì nhỉ? Là chữ bại. Chữ bại nhá. Yabureru, nó cũng là yabureru đây này các em ạ. Yabureru là bị đánh bại á.
Đó, shippai, vương bằng, idesu ka. À, em ạ, à, hôm trước Hưởng Sinê có hướng dẫn các bạn học sinh lớp tốc chiến chiến thần có hỏi các bạn cái câu này. Đây ạ, à, các em ơi, cái câu này nó dễ nhầm cực kỳ luôn. Đấy, đây này, có bạn Linh ở trong lớp đúng không ạ? Linh chính là tốc chiến đây. Xuân Việt chiến thần đây đúng không? Bây giờ chúng ta trả lời lại trên xem có nhớ không nào? Xem có nhớ là hôm trước sẽ dạy các em là chữ này đọc là gì không nào? Chữ thắng bại này đọc là gì nào? Như này thì lộ mất rồi, cho nên chờ cho nên cái viết ra chắc các em cũng nhìn thấy rồi mất không? Em có nhìn thấy không? Thì đây là hai cái chữ mang nghĩa là thắng thua đúng không? Nhưng mà cách đọc của nó rất là nguy hiểm luôn. Chữ này là chữ thắng bại, chữ này là chữ thắng phụ đúng không? Và rất nhiều bạn chúng mình đọc cái chữ này này là show bài. Show bài. Show cơ mà, show cơ. Đây ạ. Đây, show bài nó không phải là thắng bại mà nó là gì? Là thương mại. Thương mại buôn bán ý ạ. Đó, nên từ này chữ thắng bại của mình không đọc là show bài mà thắng bại của mình nó sẽ là show 2. Được chưa? Các em cẩn thận lên C nhá. Show 2 là thắng bại. Còn show bài thì đó chính là thương mại buôn bán. Tiếp theo từ này là chữ show bự. Nét, show bự thắng phụ mà. Thắng phụ thì là show bự. Nguy hiểm lắm nha. Rất là dễ sai đúng không ạ? Đến đâu rồi nhỉ? À đến bài số, bài câu 25 ạ. Ừ. Xin lên chào bạn Công Nam. Đang làm ca đêm à? May quá, bây giờ sẽ này mới chữa xong một đề thôi, chuyển sang đề tiếp theo. Câu số 25 là tìm giúp sensei một từ gần nghĩa nhất với từ yaku ở trên câu ở cho sẵn. Hikoki no to chaku made yaku 5 chikan desu nhé. Tức là mình đi đến đúng không ạ? Mà đấy là cho đến khi mà tô chaku là gì nữa? Tô chaku là đến nơi đúng không em? Đấy. Thế thì ta sẽ có là gì đây nhỉ? Khoảng 5 tiếng cho đến khi máy bay đến nơi. Thế thì mình sẽ có từ gia cự là khoảng các em nhá. Chưa thấy bạn nào comment nhỉ? Nhỉ? Chắc chắn là sẽ loại được a tổ đã. Loại chô độ đúng lúc. Hông nô nhá các em, hông nô không phải là cuốn sách đâu. Hông nô là chỉ đấy ạ. Chúng ta nhớ từ hông nô tsukushi không? Là một cặp đấy. Hay là cô đeo hông nô kimochi đúng không ạ? Đây là chỉ là một chút lòng thành thì hông nô là chỉ. Vậy còn lại là khoảng thì nó chính là đai tai. Đúng rồi ạ. Đai tai, giá cự đai tai. Khoảng chừng, chừng đúng không ạ? Bạn là Nguyễn Đình Đạt. Hay Nguyễn Đình Đạt thôi ạ. Không biết các bạn khác đâu rồi. Bạn Đạt đang comment câu số 25 là sang băng. Mina sóng. Còn các bạn khác thì sao? Ừ. Niju đó cơ nào, câu số 26 của chúng mình có từ Goran Kudasai. Goran Kudasai là gì nhỉ? Là một câu tôn kính ngữ của Mite Kudasai. Bình thường chúng ta có tôn kính của mi rự là Goran Ninaru đúng không? Goran Ninarimasu ấy. Thì khi chúng ta bảo ai đó hãy nhìn ấy thì mình sẽ dùng với là Goran Kudasai, Mite Kudasai. Iresu ka? Ừ. Hay, câu này nó chính là số 1 nhá. Tiếp tục câu số 27 này. Kono shima wa shizen ga okute utsukushi. Hòn đảo này thì nhỏ có rất là nhiều thiên nhiên tươi đẹp đúng không ạ? Đẹp lắm. Vậy đẹp thì đó chính là loại kibishi trước đã. Đúng không? Đẹp chưa chắc là nổi tiếng đúng không ạ? Đẹp có phải là hiếm không? Chưa chắc. Vậy đó chỉ có thể là kire thôi đúng không ạ? Câu 27 của mình đó chính là nima. Sao mà hu hu em ơi. Tiếp tục nào, chúng mình sẽ có câu số 28 nào. Câu 28 là Atoyoma ni ne. Kono ki wa Atoyoma ni okiku nat. Cái cây này vèo một cái, loáng một cái trong chớp mắt nó đã lớn lúc nào không biết đúng không? Tức là thể hiện một cái gì đó mà mình cảm thấy như thế thôi. Mình cảm thấy là loáng một cái đúng không? Trong chớp mắt. Đó. Nhưng mà thực tế cái loáng một cái này nó có thể là mấy năm. Nó cũng có thể là mấy năm nhưng chúng ta cảm thấy nó nhanh ấy. Ừ. Tức là mình cảm thấy nó là một thời gian ngắn thôi chứ nó không phải là ichiban hayai đâu các em ạ. Dan dan không, yukuri càng không. Đó chính là mình cảm thấy nó là mizikai jikan de. Nhớ chưa các em? Mizikai jikan nhất đạt nhá. Nó không phải là sớm nhất đâu.
Tức là ví dụ nhá, ví dụ chúng ta kết hôn được 5 năm đi, đúng không? 5 năm đối với chúng mình thì cảm thấy nó là dài đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nhắc lại mình cảm thấy, wow, nhanh nhỉ, loáng một cái đã gì nhỉ, đã mỗi đứa, nó mấy con rồi đấy. Thì mình có thể dùng với từ at to you money. Mình cảm thấy là thời gian nó trôi thật là nhanh ý. Đó, mizikai jikan. Ok chưa? Rồi. Vèo một cái, loáng một cái trong chớp mắt đúng không ạ? Câu số 29 này. Yusou suru no wa karera ro to omotte tara. Đây chúng ta có nhìn thấy phía trước của mình là mình đang suy đoán, nghĩ anh ấy sẽ là người vô địch. Nani nani so no. Đấy, so là như vậy đấy. So desu ne. Như vậy luôn. Shikamo naze ka naze nara to yahari, đúng không? Rồi, chúng ta bình thường là mình hay biết đến từ shikashi thôi, đúng không? Shikashi, shikashi là gì nhỉ? Là tuy nhiên. Đó, nhưng shikamo thì nó sẽ ngược lại, nó không phải là tuy nhiên nữa các em ạ, mà nó là sono ue. Đấy, sono ue hơn nữa. Đó, thêm vào đó, nhớ chưa? Naze ka, tại sao? Naze nào là nếu nói là tại sao thì nani nani kara desu. Đứng sau nó sẽ phải có kara. Và yahari và yappari là một. Quả nhiên như những gì chúng ta đã nghĩ từ trước. Được chưa? Quả nhiên, quả vậy. Như là gì nhở? Mình đã suy đoán ông ấy vô địch và quả nhiên đúng là như thế xảy ra. Yon bang desu ne. Nijikyu bang wa ano ichiban tarashii no wa yahari de komento shita hito wa Thu Hoài sang ạ. Thu Hoài sang đa kết. Thế nên chỉ có mỗi bạn Thu Hoài thôi, các bạn khác thì ai comment câu 29 ạ? Câu 30 nào các em, câu 30 để xem thêm, hy vọng là chúng mình sẽ tích cực tương tác, tích cực comment cái câu phương án của mình cho anh xem nghe nhé. Nào, yêu tateru mai tame ni nani nani wo katta, để có thể xây được nhà thì tôi đã mua gì, được chưa? Tôi đã mua gì? Tôi đã mua Basho. Basho là địa điểm thôi. Chijo là trên mặt đất, nó han tai với từ chika là tầng hầm. Chiho là khu vực, địa phương, khu vực. Và ở đây chúng ta sẽ có từ tochi là đất đai. Đất kem ạ, đất đai, tôi mua đất. Tôi mua đất để xây nhà đúng không ạ? Đấy, câu số 30 của mình là sang băng. Nào Công Tuấn này, Hisashiburi. Công Tuấn này đúng không ạ? Còn bạn nào không? Cũng mỗi Công Tuấn chọn cô 30 thôi, các bạn khác đâu? Thanh Huyền nữa này. Ừ. Hay. Tiếp tục nào các em, câu số 31 của mình này. Ok, câu này của chúng mình là cũng khá là dễ đấy. Đi với chữ khí, đi với chữ khí là một quán dùng ngữ. この靴は歩きやすいので、vì là cái đôi giày này rất là dễ đi, nên là tôi rất thế nào, đúng không ạ? Khi ni sự là bận tâm, quan tâm, lo lắng, để ý ở lại rồi. Ê, thôi thôi, nhắc ra đây chốt luôn chúng ta này. Đó là khi ni sự, sukida tối với mình. Nên, sukida. Rất là thích ở cây mạng. Khi ni sự, chứ không phải là khi ni hai nữa nhé. Tôi rất là thích. Nhắc đến quán dụng ngữ thì các em ạ, hình như là bây giờ ở đây có 36 bạn đang xem đúng không ạ? Sensei hỏi này. Các bạn ở đây chúng ta có muốn được Sensei tặng quà không? Có muốn được Sensei tặng cho một tài liệu tổng hợp các cái từ quán dụng ngữ mà Sensei đã tự tổng hợp cả cái quán dụng liên quan đến các bộ phận cơ thể con người. Đầu này, cánh tay này, đúng không? Cổ cũng có này, rồi là chân này, rồi là khí này. Cả những cái bộ phận cơ thể con người chúng ta đều có thể tạo thành một quán dụng ngữ. Đây, show chúng ta hình file đó các em nhé. Ai nào, bạn nào chúng ta muốn được nhận thì chúng ta comment nhanh nhanh trên đây chỉ cho 1 phút thôi. Nếu như mà ít quá thì là chúng ta sẽ từ bỏ. Quán dụng ngữ nhá. Rồi, các em nhìn thấy file quán dụng ngữ của Sensei chưa? Có mỗi Công Tuấn thôi. Đây chính là cái file mà trên đây đã từng tổng hợp các quán dụng cụm từ liên quan đến cơ thể được sử dụng với các ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như là liên quan đến đầu thì mình sẽ có những cái quán dụng, ví dụ atama và itai. Atama và katai đúng không ạ? Thì itai là đau, đau kiểu nghĩa đen thì là đau ấy, đau đớn. Nhưng mà trong trường hợp đau đầu nó không phải là đau mà nó chính là liên quan đến sự phiền não và kiểu suy nghĩ nhiều ấy. Đau đầu vì tiền đúng không? Nó không phải là chúng ta đang đau thật. Nên nó gọi là quán dụng ngữ sử dụng ý nghĩa đặc biệt. Hay là mình có từ ta mà gặp ca tay cứng đầu ngoan cố bảo thủ cố chấp đúng không, ta mà ní cứ được cái gì mà lên đến đầu ấy thì tức là mình đang rất là điên điên tiết. Ừ. Hoặc nhá, nhiều lắm các em ạ, hay cái file này là hay lắm, bạn nào chúng ta muốn được nhận cái file này không, Sensei muốn là ở đây ít nhất 10 bạn comment đồng ý thì Sensei mới để xem xét nhá.
Mới có bạn Bảo Ngọc Thu Hoài, Ê, Oanh Kiều Công Tuấn thôi, các bạn khác chúng ta không muốn nhận, chúng ta chỉ muốn xem thôi. Đây là thực ra là trong quá trình mà trên đây đang dạy, trên đây nghĩ ra là mình có một cái tài liệu này. Nếu như chúng mình mà có muốn được trên đây tặng thì chúng mình có thể comment để xem là trên đây thực sự là trên đây thế là chúng mình có mong muốn là được nhận cái tài liệu này hay không, liên quan đến khí này các em này, liên quan đến khí nhá. Đây này, đó, nhắc đến chữ khí thì chúng ta có nhiều lắm. Dù kỳ gác ố môi, cảm giác nặng nề đúng không ạ? Không thể làm được cái gì. Kiều cư ba đự là chúng ta đang lo lắng, quan tâm những cái gì chi tiết nhỏ nhặt. Khi gặp mì chi cai là chỉ những người mà khí rất là ngắn, thì là kiểu nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Khi gặp a ự thì là chúng ta đang nói những ai mà nó hợp nhau, đúng không ạ? Hợp tính ạ. Tiếp theo là khi gặp sơ đự là có cảm giác và linh cảm như thế nào. Khi nghĩ đự đây này, chúng ta vừa gặp từ này đó là thích, là suki đúng không ạ? Đó. Nhiều lắm, khi vẫn còn. Đấy. Đấy, để xem nhá. Bạn nào comment, các em cứ comment dần đi chút nữa. Cuối livestream trên đây sẽ quay lại, trên đây tìm xem bạn nào comment, trên đây sẽ inbox. Tiếp tục nha, mình đang chữa đến câu nào nhỉ? Câu số 31 của mình là kini idu. Kini idu là gì? Là thích đúng không? Rồi. Câu số 32 này. Các em ơi, bạn nào mà comment xin tài liệu thì chút nữa trên đây sẽ gửi cho chúng ta nhé. Chút nữa là kết thúc livestream nên sẽ gửi tặng cho các em cái file này luôn. Trên đây sẽ gửi cho chúng mình qua fanpage Thu Hương Sensei nhá. Chúng mình có theo dõi fanpage Thu Hương Sensei Cô Sen Đi Hông Gộ thì trên đây sẽ gửi qua cái fanpage đó. Câu 32 này, Eden Saga Nanani Ite Norenakata, không thể lên được bởi vì tàu nó thế nào? Konde, Sinde, Amate và Tamate. Xem like vào thứ năm em ạ. Thứ năm và thứ sáu ạ. Thứ năm thì là trình độ N3 và thứ sáu là trình độ N4. Amadự là chữ dư. Amadự thì là tích chữ. Chư mự thì là chồng chất. Đúng không? Ví dụ chúng ta có từ là tích lũy kinh nghiệm ấy. Đây, các em sẽ có từ chư mự và chư mô đự này. Ví dụ chư mô đự thì là tuyết chất đống ấy các em ạ. Yukiga chư mô đự là tuyết chất đống. Chư mự, kê ngồi chư mự là tích lũy kinh nghiệm. Kiểu vậy ấy, được chưa? Đấy, còn ta ma đự thì ví dụ chúng ta có từ Okanega ta mà ta mê đự đi, ta mê đự trước. Được chưa? Đây chính là tiết kiệm tiền này. Các em nhớ không? Đó, ta ma đự đấy. À, ma đự là chữ dư đấy. Dư thừa đúng không? Đấy, ví dụ cho nó làm về đề dễ quá, em làm dư thời gian thì chỉ cần là A3 được có. Đấy. Với đương nhiên câu hỏi đáp án của mình nó chỉ có thể là số 1 thì câu hỏi đáp án rất là dễ. Côn đê được là đông đúc đúng không? Và han là chính là suy tê đấy. Suy tê mơ đó chính là vắng vẻ. Câu số 33 của mình đó chính là Thai yo no hikari uriyo sa đấy nani kai ha su ga susumerare teru, phát triển cái gì? Sử dụng ánh sáng mặt trời đang rất là được gì nhở, ngày càng tiến lên phát triển. Power, power, vitamin, calorie, năng lượng và energy. À đây là calo các em ạ, cái này là calo, calo cũng liên quan đến ánh sáng rồi. Vitamin thì không phải. Power, power là sức mạnh. Vậy chỉ còn là energy là năng lượng thôi các em ạ. Này, năng lượng ánh sáng mặt trời đúng không ạ? Đấy. Ừ. Câu số 34 của mình nhá. Sono kawan konto no ryoko ni nanani desu ne. Các em ơi, cái trợ từ ní ở đây nó là mục đích. Mục đích ấy, đúng không? Cái ba lô đó nó thế nào cho chuyến du lịch? Vậy là nó không thể thất vọng cho chuyến du lịch được. Nó tạp qua đi, tạp qua đi là đầy. Vừa tạp qua đi này được đúng không? Là ngủ gì? Ngủ chán chè, ngủ đãi giấc. Sukari là hoàn toàn đi về khẳng định. Và pitari là vừa khít, vừa vặn và phù hợp đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục này, câu số 35 mình sẽ tìm một cái cách sử dụng từ đúng với từ ni a ự. Ai cũng biết từ a ự này là hợp. Nó sẽ tìm với trường hợp mang nghĩa là hợp. Nhưng nếu mà ni a ự thì nó không phải là gì nhỉ? Một tất cả các trường hợp nữa mà nó sẽ là hợp. Nhưng nó sẽ chỉ hợp về phong cách, quần áo, váy vóc, thời trang, mũ nón thôi. Chứ nó không đi với hợp những kiểu khác. Ni a ự chỉ đi với phong cách mũ nón thời trang thôi. Vậy, khoanh ngân xem. Đồ ăn, khuôn mặt, mũ, rồi là câu chuyện, rồi phim chiếu hình. Thấy các bạn thấy không? Khi mà sẽ nên khoanh được những cái danh từ này thì chúng ta sẽ chốt đáp án rất là nhanh. Đúng không em? Đúng không? Đó. Thế thì đáp án cuối cùng của chúng mình đó chỉ có thể là câu nào thôi? Sao bằng?
Phải không hả các em? Đúng chưa? Câu số 1 nhá. Cái rượu, cái loại rượu này thì nó rất hợp để nấu ăn, thì chúng ta sẽ chỉ dùng từ how thôi. Câu 2 này, hai bố con mẹ con nhà kia gì nhỉ? Hai khuôn mặt rất giống nhau thì mình sẽ chỉ dùng từ need thôi. Ni tê y được thôi. Câu số 4 này, cái chương trình bộ phim dạo gần đây, chương trình truyền hình đó, bộ phim nào tôi thấy câu chuyện cốt truyện nó cũng gì giống nhau đúng không ạ? Cốt truyện nó đều giống nhau thì mình chỉ cần là ni tạ ba ca đi thôi. Ni được là giống ấy ạ. Ừ. Và mình sẽ đến câu cuối cùng, đó chính là từ di chữ ní. Từ di chữ oa thì là thực ra thì. Thực ra thì đưa ra bộc bạch một cái lý do, một cái gì đó và chúng ta khó nói đúng không? Thực ra thì tôi lập gia đình rồi, cái kiểu vậy đúng không? Thấy, bây giờ gì chưa ní? Gì chưa ní thì là thực sự thì, thực sự là, thực sự thì là giống như cái từ không tô ní ấy các em. Giống không tô ní ấy. Nên là nếu mà thực sự thì đứng sau nó phải là một tính từ đúng không? Kiểu thực sự rất là đẹp, thực sự rất là hay. Đó. Rồi, thế thì nó không thể đi với nói, thực sự nói, thực sự làm, thực sự kết hôn. Câu này phải là di chữ oa này các em này. Câu 4 này phải là di chữ oa này. Má là đa đen nhì mộ hà na xê nay. Tôi vẫn chưa nói với ai đâu, nhưng thực ra là tôi đã kết hôn rồi. Đấy, chỉ có thể là một thôi. Cô nô sang kinh và di chữ nít. Cái tác phẩm này thực sự rất là tuyệt vời. Thực sự rất là tuyệt vời, được chưa ạ? Đấy, ok. Rồi, bây giờ này là các em ơi, chúng mình cứ comment đi, chút nữa trên đây sẽ lướt lại xem là có những bạn nào chúng ta muốn được nhận tài liệu quán dùng ngữ thì trên đây sẽ gửi inbox cho chúng mình nhá. Được chưa? Ừ. Và bây giờ thì hiện tại ấy, là sao nhỉ, cuối tuần này là cô sẽ có tổ chức một cái sự kiện, đó là thi thử online cả các trình độ từ N5 tới N1. Nên là nếu như mà bạn nào chúng ta xác định là sẽ thi GLVT vào tháng 12 sắp tới này thì chúng mình tham gia thi thử cùng với cô C nhá. Thì ngày hôm qua là Cine đã hoàn tất trong tất cả những cái việc mà đề, như là soạn đề này, đề và mọi thứ đã sẵn sàng để có thể có một cái đề sắp thi thật dành cho các bạn vào cuối tuần này. Và cái đề thi thật này sẽ được bắt đầu vào, đề thi thử này sẽ được đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy cho đến 24 giờ chủ nhật trên nền tảng website cocionline.vn các em nhé. Ở trên website cocionline.vn sẽ tổ chức một kỳ thi thử online, và thực sự đây là một kỳ thi mà nên nghĩ rằng để chúng ta có thể đánh giá xem là hiện tại là trình độ của mình đến đâu rồi. 9 giờ sáng thứ bảy sẽ bắt đầu các em nhé. Chúng mình theo dõi các fanpage của trung tâm tiếng Nhật Cose hay là fanpage của các giáo viên Mai Lan Sensei, Thu Hương Sensei sẽ cập nhật những cái thông tin liên quan đến kỳ thi để chúng mình có thể tham gia thi thử các em nhé. Được chưa? Chúng mình còn đang theo dõi fanpage Thu Hương Sensei không ạ? Em ơi, chúng mình theo dõi Sensei nhé. À, ngoài ra trên đây cũng rất là hay gửi những cái tài liệu kiến thức hay cho các em ý, gửi là thông báo livestream là trên đây cũng rất là hay gửi ở trên fanpage của Sensei đây ạ. À, chúng mình có thể theo dõi fanpage Thu Hương Sensei đó, được chưa? Đó, ví dụ như Sensei có mới mới thông báo chúng mình là sáng nay sẽ livestream vào 10 giờ đây này đúng không ạ? Sẽ livestream vào sáng thứ năm, sáng thứ sáu hàng tuần đây này. Tiếp tục là ngoài ra có rất là nhiều những cái kiến thức khác mà Sensei up vào ở trên fanpage để các bạn có thể được cùng nhau ôn tập với Sensei hàng ngày. Đó. Còn một cái điều cuối cùng nữa, đó là ở đây chắc hẳn là đa số là chúng mình sẽ thi N3 vào tháng 12 đúng không? Nhưng nếu như có bạn nào mà chúng ta có mong muốn học N3 cùng với Sensei để đồng hành cùng với Sensei vào tháng 7 năm 2025, sẽ thi N3 vào tháng 7 năm 2025 thì chúng mình đồng hành cùng với Sensei vào lớp tốc chiến GLVT N3. Đây là một lớp học duy nhất mà Sensei đứng lớp, và một năm thì chỉ có hai lớp duy nhất thôi. Một năm chỉ có duy nhất hai lớp N3 trên đây đứng lớp là lớp tốc chiến, thi vào đợt tháng 7 và tháng 12 hàng năm. Nếu mà bạn nào chúng ta muốn được học cùng với Sensei, muốn được đồng hành cùng với Sensei và xác định học là đỗ, học duy nhất một khóa cho đến cuối cùng, không phát sinh kỳ một khóa học nào khác và không phát sinh bất kỳ một chi phí nào khác thì chúng mình tham gia vào lớp học tốc chiến cùng với Sensei. Được chưa ạ? Và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi livestream tiếp theo, và trình độ N3 sẽ livestream đều đặn vào sáng thứ năm hàng tuần các em ạ. Hay, minasan arigato gozaimasu.